Xin chào thầy cô và các bạn, mình tên là Phạm Thị Phương Yến. Hôm nay mình sẽ giới thiệu đến các bạn bài điều khiển 8 led 7 đoạn. Hiển thị chữ hello chạy từ trái sang phải, sau đó hiển thị ở giữa nhấp nháy 3 lần, rồi đếm giây từ 00 đến 59 ở bên phải. Thì sau đây là mặt mình đã vẽ, mình sử dụng con vít 16F887 để điều khiển truyền nhận truyền dữ liệu và quét led. Thì mình sử dụng phương pháp quét led. Và đây là thanh 8, có 8 con led 7 đoạn. Đây là mặt mình đã vẽ. Thì sau đây là mình sẽ đưa cái code ra cho các bạn xem. Thì code của mình sẽ sử dụng mã 2-3 mảng. Mảng thứ nhất là mảng 7 đoạn, gồm có 10 phần tử. Thì sẽ giải mã cho số từ 00 đến 59. Mình sử dụng, mình lưu mã hát. Và mã thứ hai là mã hello, làm để chạy chữ hello từ trái sang phải. Thì đây là gồm có 5 phần tử hiển thị chữ hello để giải mã. Và dữ liệu hiển thị gồm 8 phần tử để quét nét. Thì sau đây mình sử dụng hàm con hiển thị để quét nét. Mình sẽ giải thích vòng vo bên trong trước. Thì vòng vo bên trong vì có 8 con led nên led 7 đoạn nên mình phải cho vo chạy y chạy từ 0 đến nhỏ hơn 8. Thì nó sẽ một lần nó chạy thì sẽ quét đủ 8 con led. Thì output chân D, mình như mình đã nói là mình để nó output chân D thì để quét led, còn output chân C là để truyền dữ liệu hiển thị. Thì mỗi lần chạy nó mã quét sẽ dịch chuyển một đơn vị. Ở đây mình sẽ cho mã quét bằng 0xFE. Vì sao? Bởi vì mỗi lần quét led thì chỉ cho một con led nó hiển thị. Bởi vậy mình cho mã quét bằng 0xFE. Và vòng for bên ngoài là T chạy từ 0 đến 10. Bởi vì để đánh lừa con mắt của mình là mỗi lần quét led thì chỉ có một con led chạy, để đánh lừa được con mắt của mình rằng là chữ hello nó sẽ hiển thị cùng một lúc, tức là 5 con led chữ hiển thị chữ hello cùng một lúc. Thì mình phải cho T chạy từ 0 đến 10, tức là nó sẽ hiển thị cùng một lúc trong vòng 1/30 giây. Thì hàm con thứ hai mình sử dụng hàm con hello trái phải. Thì hàm con này mình sẽ sử dụng hai vòng for luôn. Thì vòng for thứ nhất là đếm 1 chạy từ 0 đến 14. Bởi vì chạy 10 đủ 14 lần thì mới hiển thị đúng như yêu cầu đề của thầy là hello chạy từ trái sang phải. Còn vòng for thứ hai đếm 2 chạy từ 0 cho đến 8. Thì bởi vì là mỗi lần hiển thị là mỗi lần hiển thị quét led thì chỉ có 8 con nên mình sẽ cho chạy từ 0 đến 8, tương ứng với 8 phần tử trong dữ liệu hiển thị đây. Thì tức là dòng lệnh này nó có nghĩa là tại vị trí đếm 2 dữ liệu hiển thị thì dữ liệu nó sẽ bằng tại vị trí đếm 2 cộng 1 của mã hello. Còn đây là hiển thị để cho quét led, để cho phép hiển thị. Và đây là hàm con thứ ba là hàm nhấp nháy, để nhấp nháy chữ hello ở giữa 3 lần. Thì mình cũng sử dụng hai vòng for. Vòng for thứ nhất là để quét led hiển thị chữ hello ở giữa vòng for. Và có một câu lệnh nên mình muốn giải thích, đó là chữ hello giống như câu lệnh lúc nãy, thì tại vị trí đến 1 thì dữ liệu hiển thị là bằng tại vị trí đếm 1 cộng 6 của mã hello. Còn vòng for thứ hai là để tắt led, dùng để nhấp nháy thì phải có tắt có mở. Rồi vòng còn đoạn lệnh này là dùng để hiển thị số 00 đến 59, tức là đếm giây. Sau đây mình sẽ chạy thử cho các bạn xem. Mình đã nạp code nó vào trong con pic này.
Nó đang chạy đoạn hàm con, đó là hàm hiển thị chữ hello chạy từ trái sang phải. Mình lỡ tay thu nhỏ, đó không phải. Rồi sau đó nó sẽ nhấp nháy chữ hello ở giữa ba lần, như các bạn xem đó. Rồi sau đó nó sẽ hiển thị 00 đến 59, tức là đến giây ở phía bên phải. Mình sẽ cho nó đếm đủ từ 00 đến 59. Hơi lâu vì nó giống như là dây ở bên ngoài. Nếu như có câu hỏi nào thêm thì các bạn cũng có thể comment bên dưới, mình sẽ trả lời cho các bạn. Sau khi đến 59 thì nó sẽ chạy lại đoạn code từ ban đầu, từ hello về phía sang phải. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.